ông Phạm Thế Nhạc ở thôn Cảnh Lâm, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ vẫn tích cực đóng góp vào công tác an sinh xã hội, làm từ thiện tại địa phương. Ngay từ những năm đầu có chủ trương mở rộng đường giao thông nông thôn, với tư duy xóm mở rộng được đến đâu, ông đầu tư đến đó, ông Phạm Thế Nhạc đã ủng hộ 400 triệu đồng mở rộng con đường dài trên 300 mét. Trước đây đường chỉ 2 mét, đến nay chiều rộng bình quân là 4 mét. Nhờ đó, việc sinh hoạt của bà con thuận lợi hơn. Khi về đây ấy, thì xác định mình ấy là có trách nhiệm với quê hương. Cho nên cái gì tôi có điều kiện làm được thì tôi cố gắng làm. Bên cạnh việc ủng hộ xây dựng đường giao thông nông thôn, ông Nhạc còn quyên góp hơn 100 triệu đồng cho công trình văn hóa, hỗ trợ trên 1 tấn gạo, ủng hộ các hộ nghèo để phòng chống dịch COVID-19, bảo trợ cho cháu Phạm Thị Loan mỗi tháng 1 triệu đồng trong 4 năm học đại học. Ông là tấm gương sáng về sự sẻ chia, tương thân tương ái trong cộng đồng.